Hi, xin chào cả nhà. David cùng với mọi người hôm nay sẽ bàn luận về đầu tư gì với vốn 360 triệu hay là 3 tỷ 6 hay là 4 tỷ. Trong cái thời gian mà David nghiên cứu về các cái mô hình đầu tư cũng như là đưa ra các giải pháp đầu tư với vốn ít, có thể đầu tư với 2.000 đô hay là 1.000 đô, chúng ta cũng có thể tham gia rất nhiều các cái phương án đầu tư để chúng ta phải xem được các cái cách để chúng ta đầu tư hiệu quả, cũng như là cùng nhau xem lại tất cả những cái bài để chúng ta biết, ví dụ những cái câu chuyện về đầu tư shop house hiệu quả đến đâu. Có shop house giá hơn 70 tỷ cho thuê 120 triệu đồng mỗi tháng, lợi tức chỉ đạt 1,5 đến 2% so với kỳ vọng 8 đến 12% một năm. Thế sao người ta vẫn đầu tư vào shop house rồi gửi tiết kiệm càng cuối năm càng có lợi, và với cái 3 tỷ đồng có nên bỏ trứng vào cùng một giỏ? Có rất nhiều các chuyên gia và người ta lỗ hàng tỷ đồng vì đầu tư nhà cho thuê. Ở Sài Gòn rất là lạ là người ta đầu tư cái nhà bé thì cho thuê rất tốt, nhưng đầu tư cái nhà to, nhà 7 80 mét vuông, 100 mét vuông thì rất cho thuê rất là khó, nhưng cái nhà 35 mét vuông, cái căn hộ 35 mét vuông thì cho thuê rất là tốt, ví dụ như vậy, tùy theo địa điểm. Rồi các câu hỏi về 3 tỷ làm về trang trại rau sạch hay ở Sài Gòn đầu tư đất. Rất nhiều các cái câu hỏi. Rồi có nên rút 2 tỷ đồng đang gửi ngân hàng để mua vàng hay bất động sản? Đó, ví dụ một cái bài như thế này. Tôi định tất toán sổ tiết kiệm mua đất làm tài sản sau này, nhưng do lại lo ngại giá bất động sản đang ở đỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị My có hỏi. Thời gian qua thấy thị trường bất động sản tăng cao nên chúng tôi cũng định rút ra để mua miếng đất nào đó, vừa làm tài sản tích trữ lâu dài, sau giá tăng có thể bán. Rất nhiều các câu hỏi rất là thực tế. Rồi nữ độc thân làm gì với số vốn 3 tỷ đồng? Tôi vừa được thừa kế số tiền 3 tỷ, rất muốn kinh doanh thứ gì đó, chẳng hạn như là cửa hàng nội thất hoặc là các cái vấn đề kinh doanh. Rất nhiều. Muốn tích lũy lâu dài nên gửi tiết kiệm hay là mua vàng? Các con số dưới đây chúng ta sẽ thấy được là chúng ta nên làm như thế nào. Và David cùng với mọi người sẽ phân tích. Cái câu hỏi đặt ra là phân tích đầu tư gì với vốn 360 triệu hoặc 3 tỷ 6, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu được các con số và mức lãi suất kỳ vọng. Điều đầu tiên, chúng ta có chi phí lợi thế so sánh. Ví dụ như là chúng ta làm cái A nhưng mà chúng ta phải so sánh với cái B. Đầu tư A thì chúng ta phải bỏ qua B, lợi thế so sánh. Hiểu được các cái mức lãi suất đó. 2% các số phần trăm một tháng và phần trăm theo năm. Đó đó là những cái con số mà chúng ta cần phải tính toán rất là chi tiết. Có những người cần 2% trên một tháng. Có những người thì chỉ cần 8% trên năm. Tức là 0,7% trên tháng, ví dụ như vậy. Chúng ta cần phải hiểu được các con số và mức lãi suất kỳ vọng. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được các cái mô hình đầu tư. Đầu tư rủi ro. Đầu tư an toàn. Đầu tư mạo hiểm đấy. Đó là những cái mốc đầu tư. Chúng ta biết được các mô hình đầu tư về chứng khoán, nó hàm ý những cái rủi ro. Đầu tư về bất động sản, bất động sản cũng có những cái rủi ro, cũng có. Rồi các vấn đề về đất nền hay là căn hộ. Ở ngoài thị trường Hà Nội hiện tại thì đầu tư vào căn hộ, tức là nhà chung cư, thì hầu hết là gì ạ? Bán rất là khó. Nó chỉ tăng giá khi mà nó bắt đầu giao nhà, ví dụ như vậy. Hoặc là mua ở những cái thời điểm mà các cái chung cư đó nó đang có sóng, ví dụ như là các cái chung cư của các tập đoàn lớn. Rồi đất nền thì trong cái trạng thái là mua nhà, đã liền đất và làm sổ đỏ chờ một cái cơn sóng, hay là mua đất chuẩn bị ra sổ đỏ, tức là đã phân lô phân nền. Đó là những cái mô hình đầu tư hiện tại. Có những người theo cái dạng đất lớn
ví dụ như vậy. Nó dạng theo dạng miếng nhỏ hoặc là theo các cái mô hình chung cư căn hộ đang có sóng, ví dụ như VinCity chẳng hạn như vậy. Hiện tại chúng ta lại trở lại cái các câu hỏi. Chúng ta thấy được là các cái mô hình có nên bán đất ở mặt tiền Đà Nẵng để vào hẻm xây nhà, và những câu hỏi rất là cụ thể. Với 3 tỷ đồng có nên bỏ trứng vào cùng một giỏ, đúng không ạ? Vợ chồng tôi có 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, liệu nên gửi tiết kiệm hay là phân ra nhiều kênh đầu tư khác? Thu nhập là 40 triệu sau nhiều năm dành dụng, chúng tôi được 3 tỷ. Trước vợ chồng tôi chỉ biết đi làm chứ không dành trong vấn đề đầu tư kinh doanh. Vì vậy có bao nhiêu tiền nhàn rỗi là đều gửi tiết kiệm. Tuy nhiên thời gian qua tôi thấy bạn bè đầu tư bất động sản thu lợi nhuận khá tốt. Tức là bạn này đang muốn có 3 tỷ lên 30 tỷ đây. Vì vậy chúng tôi băn khoăn không biết nên tiếp tục dùng sổ tiết kiệm nhàn rỗi gửi tiết kiệm hay là rút bớt một phần đi mua đất. Rất mong mọi người tư vấn. Đúng không ạ? Xã hội thì có rất nhiều người có 3 hay 5 tỷ và bây giờ họ đang muốn làm thế nào để thành 30 tỷ, đúng không ạ? Có nên bỏ trứng hết vào một giỏ hay không? Chúng ta xem xét các câu tư vấn. Ý kiến số 1 mà được rất nhiều like là chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh với 3 tỷ thì chị mua được nhà trong hẻm ở mấy quận xa xa và ngập nước như là Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú. Mua xong là chôn hết tiền ở đó, đừng mơ bán lại được dù là bán lỗ. Còn cho thuê nhà trọ trả được mấy đồng, còn ít hơn gửi tiền lãi. Tóm lại là cứ đi làm và gửi tiết kiệm đi, tổng lương 40 triệu một tháng là cao rồi. Cố gắng tích lũy tới khi về hưu được số tiền khá khá, ra Đà Lạt, Vũng Tàu mua căn nhà rộng rãi rồi hưởng tuổi già. Đây là một cái câu rất là tiêu cực, đúng không ạ? Có rất nhiều các cái phàn nàn là tiêu cực. Theo cá nhân tôi tính sơ sơ đơn giản 3 tỷ chia làm 3 phần. Thứ một là 1 tỷ gửi tiết kiệm với lãi suất 7% năm, thu về được 5,8 triệu. 1 tỷ đúng không ạ? Trên tháng. Phần thứ hai 1 tỷ đầu tư chứng khoán và đầu tư vào những doanh nghiệp có doanh thu lợi nhuận ổn định. Ý bạn này là đầu tư vào các cái mã của ngân hàng đây. SHB rồi Techcombank rất nhiều đúng không ạ? Đủ đa dạng ngành nghề vừa hưởng cổ tức đều đặn từ các công ty này từ 20 đến 50%. Vừa hưởng lợi từ giá. Ở đây tôi nói nếu đầu tư không phải là đầu cơ, đây không phải là đầu cơ. Phần thứ ba là đầu tư bất động sản nhỏ, căn hộ giá rẻ, hiện có dự án VinCity quận 9 có thể xem xét, có thể vay thêm nếu cần, cho thuê từ 4 đến 5 triệu trên tháng, đủ để trả luôn tiền vay lãi nếu cần. Tôi nghĩ sẽ đủ an toàn nếu phân bổ ra 3 khoản như này. Đấy là một cái giải pháp. Tiếp theo các comment nữa là đầu tư bất động sản khả năng sinh lời cao hơn ngân hàng rất nhiều bạn nhé, 20 đến 30%. Tuy nhiên trước khi đầu tư bạn phải đầu tư thời gian và có kiến thức mới tránh được rủi ro. Để xuống tiền vào một vụ nào đó bạn cần phải đầu tư 1 đến 3 tháng nghiên cứu chứ không nên nghe theo lời ai đó. Cái lời khuyên tiếp theo là rút ra 2 tỷ rồi kiếm miếng nào đó có sổ mà mua, 1 tỷ còn lại gửi ngân hàng cũng được. Thu nhập hai vợ chồng vậy cũng khá nên tính toán tiết kiệm đầu tư mà tạo thu nhập. Ok. Bỏ thời gian kiếm mua nhà diện tích nhỏ nhỏ thôi trong các quận vùng ven, mua rồi cho thuê tầm giá 1-2 tỷ vì phân khúc này thay khoản rất dễ, phần còn lại tiếp tục gửi ngân hàng. Bạn này khuyên là mình đã từng làm ngân hàng 2 năm và lĩnh vực bất động sản 2 năm, theo mình về bất động sản vẫn sẽ ổn và cao hơn ngân hàng, nhưng nếu bạn muốn đầu tư với mặt bất động sản bạn cần phải chuẩn bị nhiều kiến thức, chia ra gửi 3 ngân hàng. Với số vốn đó nếu có thể kinh doanh có nhiều khoản lãi tốt hơn ở ngân hàng, bạn có thể mua nhà nhỏ, hoàn thiện các cái quận giáp trung tâm như Thủ Đức, quận 9, quận 12, 50-60 m², sổ đỏ hoàn chỉnh có mức giá tầm 1 đến 1.8 tỷ, kinh doanh lời 1 đến 200 triệu cho một lần đầu tư ngắn hạn từ 3 đến 1 đến 3 tháng, đầu tư dài hơi. Nhưng cũng đừng xa quá trung tâm. Tôi đang hướng dẫn các bạn học thời cấp 3 có tiền nhàn rỗi muốn kiếm thêm thu nhập, 3-4 người một nhóm đầu tư căn nhà nhỏ mới xây khang trang bán lại cho những người có nhu cầu nhà dưới 1 tỷ, nhà có sổ hồng chung. Đây là những cái giải pháp, rất nhiều các cái tư vấn. Rồi làm gì để sinh lời với vốn 300 triệu đi vay, rồi có 3 tỷ đồng có nên làm trang trại hay không, rất nhiều. Và nữ độc thân làm gì với lại 3-4 tỷ, đúng không ạ? Rất nhiều các cái câu hỏi thì David sẽ cùng với mọi người nghiên cứu. Và
trong cái mô hình này chúng ta có thể phân tích được các cái mô hình đầu tư về rủi, các mô hình đầu tư rủi ro an toàn hay mạo hiểm, đúng không ạ? Là xem xét đầu tiên chúng ta đi đến cái vấn đề về đầu tư mạo hiểm. Hiện tại chúng ta có rất nhiều kênh đòn bẩy, bao gồm chứng khoán, FX, Forex, đúng không ạ? Với số vốn ít nhưng lợi nhuận rất cao, và đương nhiên là đi kèm với rủi ro. Chúng ta cần phải có kiến thức, phải hỏi được kinh nghiệm hoặc các bài học để giảm thiểu rủi ro. Có rất nhiều người nói rằng là đầu tư vào Forex cháy tài khoản rất nhiều, đúng, cái đấy là hoàn toàn chính xác. Rồi đầu tư vào chứng khoán không thanh khoản được, các cái mã cổ phiếu chúng ta phân tích nhận định sai, chúng ta mua dàn trải các danh mục đầu tư 5 đến 10 con, không tập trung vào một con, cho nên là gì ạ? Chúng ta bị các hệ số an toàn nó bị vượt xa. Các vấn đề bình quân giá khiến cho các mã chứng khoán chúng ta mua quá nhiều, khiến cho chúng ta đa dạng hóa rồi là chúng ta kiện toàn lại cái cơ cấu. Chúng ta không tập trung vào một con. Ví dụ chúng ta lấy đơn cử, chúng ta chỉ mua một con Vietcombank thôi. Nếu Vietcombank xuống giá chúng ta vẫn còn thừa tiền để chúng ta mua dần dần. Sau đó nếu tiếp tục xuống giá chúng ta vẫn còn có thể mua tiếp để chúng ta bình quân giá được. Nhưng nếu chúng ta mua phải ba con mà cả ba nó xuống giá, chúng ta rất khó để bình quân giá. Do vậy là gì ạ? Cái việc mà chúng ta xử lý tất cả các vấn đề nguồn vốn, chúng ta phải giải quyết được các yếu tố để đa dạng hóa là vấn đề sai sót. Do vậy chúng ta phải tập trung, sau đó chúng ta có được cái mức giá khiến cho chúng ta có thể thanh khoản được, khiến cho chúng ta mua ở nhiều mức giá thì sẽ tốt hơn. Tiếp nữa, chúng ta sẽ phải thấy được là các cái mô hình đòn bẩy, ví dụ như FX, chúng ta có thể phải học rất là chi tiết các cặp USD Japan Yen, các cặp AUD nó sẽ chạy như thế nào, các biến thiên nó ra sao, các chỉ báo phân tích kỹ thuật như thế nào, các điểm mua, điểm bán ra sao. Đó chính là cái cách để chúng ta làm. Còn đầu tư an toàn, chúng ta xem xét đầu tư an toàn. Hiện tại chúng ta có cái mốc an toàn 8% trên năm là của ngân hàng, chúng ta có thể thấy. Vậy thì chúng ta có các cái mốc mà David có thể phân tích. Thứ nhất là hiện tại 8%, chúng ta cần cái mốc lãi là 200 triệu trên năm. Thì bank phải có 3 tỷ, chúng ta tương ứng với 3 tỷ. Chúng ta có khoảng độ 3 tỷ thì chúng ta sẽ có lãi khoảng độ trên 200 triệu trên năm. Tuy nhiên để phân tích được, chúng ta có thể tham khảo mốc Richie Fund. Một trong những cái mô hình giao dịch không thua lỗ, chúng ta vào richiefund.site, richiefund.com. Richie Fund với một cái mô hình mà chúng ta có thể nhận được các cái mốc là 200 triệu trên năm. Nhưng vốn rơi vào 360 triệu. Đó. Vậy thì chúng ta có thể hiểu được vì sao lại vốn lại có thể thấp được như thế này. Ở bank thì phải có 3 tỷ. Nhưng mà ở Richie Fund chúng ta vốn rơi vào 360 triệu, vốn tức là tương ứng với 15k. Thì vì sao lại như vậy? Thứ nhất, chúng ta có thể tính tỷ suất lợi nhuận trên năm và người ta giao cho hệ thống đầu tư là no loss và hedging lệnh an toàn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được các cái mô hình
hết duyên lệnh an toàn, chúng ta có thể theo dõi ở website richiefund.com. Sau đó là tìm hiểu các video cũng như là download tất cả các thông tin về tỷ lệ phân bổ hết duyên lệnh giúp cho nhà đầu tư ra sao, các vấn đề về vận hành một cái quỹ ra sao, để cho chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm dựa trên các cái quan điểm đầu tư như thế nào và đầu tư gì với 3 tỷ và đầu tư gì với lại 360 triệu. Vậy thì một cái tài khoản cho chúng ta được các mốc, do vậy là gì ạ, đây là cái tỷ lệ min là từ 2 cho đến 8% cho các cái tỷ lệ giao dịch theo vòng. Do vậy Richie Fund nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái vấn đề mô hình đầu tư an toàn. Ngoài ra các yếu tố về tư vấn, nghiên cứu và tính toán được các cái cách để chúng ta vẫn để xem xét được các cái mô hình đầu tư hiệu quả và các cái mô hình đầu tư an toàn, giúp cho nhà đầu tư tính toán được cái mốc lãi suất cũng như là giữ vốn được của mình, làm thế nào để nhân vốn được nhiều lần. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể liên lạc Zalo 0987732228 hoặc là đăng ký cái link ở dưới video này để chúng ta có thể đăng ký đầu tư cùng với lại David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúng ta có thể add Zalo 0987732228 để cùng bàn bạc và thảo luận.